Thành phố Nam Định là một trong những thành phố được Pháp lập ra đầu tiên ở Bắc Kỳ, Việt Nam và là thành phố lâu đời có lịch sử hơn 750 năm. Hiện nay, Nam Định là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và là thành phố trung tâm tiểu vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng. Thành phố Nam Định cách trung tâm Hà Nội khoảng 2 giờ đồng hồ xe máy. Không khó để đến thăm nơi đây vào một ngày đẹp trời, để hiểu hơn, để khám phá về vùng đất có rất nhiều những địa điểm nổi tiếng và thú vị. Với lợi thế này, Nam Định đã sớm trở thành một thành phố văn hóa lớn mạnh, cả về du lịch, cả về kinh tế, và đặc biệt nhất là có một nền giáo dục vững chắc bởi tinh thần hiếu học của những người con Nam Định. Đến với Nam Định, ta không thể không nhắc đến những chiếc nôi, là những ngôi trường chắp cánh bao ước mơ, bao hoài bão của các thế hệ học trò. Đặc biệt trong đó, chúng tôi muốn nhắc đến ngôi trường trung học cơ sở Trần Bích San, một ngôi trường trọng điểm của thành phố với những thành tích vô cùng nổi bật và đáng ngưỡng mộ. Chào các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại trường trung học của cơ sở Trần Bích San, một ngôi trường xinh đẹp với hơn 30 năm truyền thống, nằm trên đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công tác quản lý học sinh, kiểm tra đánh giá cũng như chuyên môn nghiệp vụ của ngôi trường này nhé. Trải qua 30 năm xây dựng, hình thành và phát triển, trường trung học cơ sở Trần Bích San đã có nhiều công cuộc đổi mới, đưa ngôi trường từ những tháng ngày còn khó khăn, vất vả, giờ đây đã và đang trở mình lớn lên và tiến bộ. Các công cuộc đổi mới dựa trên nhiều phương diện như quản lý học sinh, kiểm tra đánh giá năng lực, cải thiện chuyên môn và hoạt động ngoại khóa. Ngôi trường Trần Bích San từng như một đứa trẻ trong những năm tháng lịch sử, non nớt và còn thiếu thốn nhiều. Nhưng trường Trần Bích San hôm nay đã làm mới mình với cơ ngơi khang trang, diện mạo đổi mới. Trường hiện nay có gần 30 phòng học với tổng diện tích khuôn viên toàn trường khoảng 30 hecta. Trường Trần Bích San nhiều năm liền có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cấp 3 giữ mức ổn định và đặc biệt tăng lên trong vài năm gần đây. Công tác đoàn hội cũng luôn là danh mục đáng tự hào với nhiều hoạt động lớn nhỏ dành cho giáo viên và học sinh cùng tham gia, vui chơi, học hỏi như các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, nhân dịp đặc biệt trong năm. Để dẫn dắt ngôi trường lớn mạnh như ngày hôm nay, công lao của những thế hệ lãnh đạo là không thể không nhắc đến. Những người đã cùng các thầy trò qua nhiều năm, bền bỉ xây dựng trường Trần Bích San có những bước tiến mới, vững mạnh và thành công hơn. Hiểu rõ về điều này nhất, hơn ai hết chính là cô hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Trần Bích San. Hiện nay thì tương đối ổn định, đặc biệt là chất lượng đại trà. Nhà trường vốn có một đội ngũ giáo viên rất là trẻ, năng động, nhiệt tình và say mê chuyên môn. Kế thừa các cái phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với phương pháp và kỹ thuật giáo dục hiện đại và dạy học theo đúng theo định hướng phát triển của học sinh. Chính vì vậy cho nên là đã đạt được những cái thành tựu đáng ghi nhận, đó là chất lượng đại trà đã tăng lên và cái số học sinh thi đỗ vào các trường chuyên học phổ thông chuyên lên hơn và các trường phổ thông trường chất lượng cao cũng tăng lên. Cái bên cạnh đó thì còn có một số những cái khó khăn, đó là đây là một trường tuyển sinh 4 tiếng nhưng có rất nhiều những học sinh gia đình phải khó khăn cũng như là các cái hiện tượng tâm lý học sinh không bình thường nên cũng có ảnh hưởng đến cái chất lượng trẻ của nhà trường. Như em được biết thì học sinh của trường trung học cơ sở Trần Bích San là một tập thể rất đoàn kết và luôn giữ những hoàn cảnh rất kỷ luật. Vậy cô có thể chia sẻ về nguồn nhân cốt lõi trong công tác quản lý học sinh của nhà trường không ạ? Để quản lý tốt học sinh trong nhà trường thì cái vấn đề đầu tiên
là nhà trường phải có phương pháp, tức là thành lập ra ban giáo dục đạo đức học sinh, rồi thành lập ra ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, thành lập ra đội tự quản, đội sao đỏ. Và trong các ban đó thì thành phần gồm có ban giám hiệu, gồm có ban hoạt động ngoài giờ lên lớp và tất cả các giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, và kết hợp tốt với gia đình học sinh, đó là kết hợp tốt giữa gia đình và nhà trường để quản lý các con trong việc học tập cũng như tất cả mọi cái hoạt động trong cuộc sống. Trường trung học cơ sở Trường Bích San là trường có một đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và tấm lòng tâm huyết với nghề sâu sắc. Như cô cũng biết thì nền giáo dục của nước ta hiện nay đang ngày càng đổi mới và phát triển. Vậy cho hỏi chúng ta đã có những biện pháp nào để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên? Nói về các cái biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, thì trước tiên bản thân mỗi thầy cô giáo đó đã là một cái tấm gương tự học, tự sáng tạo rồi. Nhưng bên cạnh đó thì nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm, rồi đầu tư các cái thiết bị dạy học hiện đại và khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Nhà trường còn có một cái chế độ là kịp thời động viên khen thưởng đối với những giáo viên có thành tích được ghi nhận của phòng giáo dục hay của sở giáo dục. Rất cảm ơn cô đã dành thời gian cho buổi. Quản lý nhà trường và định hướng trao dồi chuyên môn là hai điều tiên quyết, quan trọng hàng đầu không thể thiếu trong một trường học. Công tác quản lý nhà trường luôn cần sự tổng quát và mạch lạc như thế. Vậy, trong công tác chuyên môn, Trường Trung học Cơ sở Trần Bích San đã có những điểm nổi bật như thế nào? Để hiểu rõ hơn về những điều này, chúng ta hãy cùng trò chuyện với thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường để cùng tìm hiểu thêm nhé! Nhà trường có quy mô nhỏ cho nên là cũng chỉ có xếp làm hai tổ khoa học, đó là tổ khoa học tự nhiên và tổ khoa học xã hội. Với mỗi tổ bộ môn thì đều có những đặc thù tính chất khác nhau. Vậy liệu trong quá trình nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, nhà trường có gặp phải những khó khăn gì và có những biện pháp nào để khắc phục những khó khăn đó? Đúng là mỗi bộ môn nó đều có những cái đặc tính, đặc thù khác nhau, và kể cả mỗi một bộ môn nó cũng từng khối lớp nó cũng có những cái kiến thức cơ bản khác nhau, cho nên cái việc mà bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho từng giáo viên một là cũng là điều rất là khó khăn. Tuy nhiên thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng như là quản lý của ngành giáo dục cũng đã đề ra là cái việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ là năng lực sư phạm cho từng giáo viên, với yêu cầu là từng giáo viên tự nâng cao bồi dưỡng kiến thức của mình. Thế thì việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn kể cả kiến thức lẫn nghiệp vụ sư phạm ấy thì là một quá trình liên tục của giáo viên trong năm học. Nhà trường cũng đã đề ra những cái mô đun để cho các giáo viên tự nghiên cứu và bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ của mình, ví dụ như là tăng cường năng lực về dạy học, về tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin, hay là những cái thông tin để phục vụ cho bài giảng, hoặc là những cái về công nghệ thông tin thì cũng là tự tìm hiểu kiến thức ở trên các trang mạng, rồi những cái năng lực nghiệp vụ sư phạm như là quản lý lớp hay là tâm lý của học sinh. Thì qua quá trình mà tự nghiên cứu của giáo viên đó thì nhà trường cũng có cái sự kiểm soát là sau khi anh đã nghiên cứu thì sẽ ứng dụng ở trên lớp như thế nào, và nhà trường cũng sẽ dự giờ và đánh giá tổng kết vào cuối năm của đối với từng giáo viên để xếp loại. Hiện nay Bộ Giáo dục đã có những đổi mới trong phương thức tuyển sinh vào trung học phổ thông. Vậy nhà trường đã với công tác kiểm tra và đánh giá thì nhà trường đã có những thay đổi nào để các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 9 có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới ạ? Đúng, hiện nay là Bộ Giáo dục đã có những cái đổi mới về phương thức tuyển sinh
vào trung học phổ thông và thậm chí là đổi mới cả vào đại học nữa, tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Thì để chuẩn bị cho cái công tác đó thì tỉnh Nam Định, Sở Giáo dục Nam Định cũng đã có những cái định hướng cho các nhà trường từ mấy năm nay là sẽ đổi mới cái phương pháp tuyển sinh. Ngoài các bộ môn văn và toán thì các bộ môn tổng hợp cũng được đánh giá và trong các kỳ thi. Do đó mà để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 thì ngay từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 và đặc biệt là lớp 9 là nhà trường cũng đã yêu cầu tất cả các giáo viên bộ môn là phải chuẩn bị kể cả về kiến thức và kỹ năng cho các em học sinh học đều tất cả các môn. Do đó mà các em lớp 9 phải chuẩn bị cả về kiến thức lẫn kỹ năng và đặc biệt là các kỹ năng làm bài và các kỹ năng trong các bộ môn không phải là văn toán, ví dụ như sử, địa, giáo dục công dân hay là lý, hóa, sinh thì các em phải có thể là đảm bảo tốt những cái yêu cầu hiện nay của giáo dục. Như được nhắc đến trước đó, trường trung học cơ sở Trần Đích San không chỉ có bề dày thành tích, công tác đoàn hội cũng là mảng đáng được khen ngợi ở nơi đây. Các em học sinh luôn hăng hái, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, các chương trình chào mừng các dịp lớn như 20 tháng 11, 26 tháng 3, mừng đảng mừng xuân. Từ đó, học sinh được rèn luyện những kỹ năng sống, đồng thời giảm nhẹ những áp lực học trên lớp. Đặc biệt, nhà trường còn năng nổ tham gia các cuộc thi, giao lưu ca múa hát với các trường trong và ngoài khu vực, đưa hình ảnh nhà trường lan rộng hơn, để lại những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp từ các trường học khác. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô Vũ Kim Thanh, tổng phụ trách trường trung học cơ sở Trần Bích San để hiểu hơn về công tác, hoạt động đoàn hội của trường. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thầy Vũ Kim Thanh, tổng phụ trách đội của trường trung học cơ sở Trần Bích San. Dạ kính thưa thầy, thầy có thể cho biết trường mình có bao nhiêu chi đội và bao nhiêu đội viên đang sinh hoạt không ạ? Trường trung học cơ sở Trần Mỹ San thì có 18 chi đội với 799 đội viên. Dạ vâng. Trong năm nay thì hoạt động đội của trường mình đã tiến hành như thế nào? Nhà trường thì có rất nhiều hoạt động rất đa dạng như là đại hội chi đội, rồi đại hội chi đội mẫu đầu năm này, rồi hội thi ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1 này, rồi ra các cái tập san chào mừng ngày nhà giáo này, rồi tổ chức đêm trung thu, đêm hội trăng rằm này, rồi ngày quân đội nhân dân Việt Nam, vân vân. Ngoài những hoạt động mang tính chất truyền thống, trường mình đã rèn luyện cho học sinh những kỹ năng nào nữa? Thực ra thì hiện tại cái kỹ năng sống của học sinh rất quan trọng, cho nên là nhà trường có phối hợp với bên trung tâm để sắp xếp cho các học sinh học thêm cái kỹ năng sống để các em sau này khi ra trường để có nhiều cái cơ hội tiếp xúc cũng như là làm quen và biết xử lý các cái tình huống đời sống thực tế hơn. Khi được tham gia các hoạt động thì không khí của các đội viên ra sao? Nhìn chung là ngoài việc học tập thì học sinh đều muốn hoạt động ngoại khóa và nhất là những cái hoạt động nó mang tính chất là vận động thì các em hoạt động rất sôi nổi và nhiệt tình. Rất cảm ơn thầy đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn em. Oh,
Năm 2017-2018 vừa qua, trường đã có 535 em học sinh giỏi, 1.273 em học sinh tiên tiến trên tổng số hơn 2.000 học sinh toàn trường. Hầu hết các em đạt hạnh kiểm tốt. Ở đó có rất nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Mỗi cá nhân, tấm gương đều được tuyên dương trước tập thể để tạo động lực, hình thành các hành vi, cách ứng xử tốt đẹp cho các em học sinh. Để duy trì và phát triển những hoạt động, thành tích ấy, chắc chắn người giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Là lá cờ dẫn lối, là người bạn đồng hành của các em học tập và lớn khôn. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng lắng nghe cô Phạm Thị Lê, người giữ cương vị giáo viên chủ nhiệm nhiều năm nay, trò chuyện và chia sẻ về công tác chủ nhiệm của mình. Cảm ơn em. Với câu hỏi của em thì thực tế trong một cái lớp mà đông học sinh mà tỷ lệ chênh lệch giữa học sinh nam với học sinh nữ rất là lớn, thì mà các học sinh nam nhiều thì lớp sẽ quậy phá nhiều, mà nhiều thì như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những tình huống sư phạm cần xử lý. Thứ hai nữa là cái khó khăn thứ hai đó là một lớp đại trà, cho nên là lực học của các con sẽ không đồng đều nhau, mà đã con đã không lực học thuộc nhiều hơn là cái lực học của trung bình, các con sẽ chán học và thường là có cái tư tưởng quậy phá hoặc là bỏ học. Và cái khó khăn thứ ba đó là cái tâm sinh lý lứa tuổi của các con trong cái độ tuổi còn đang phát triển cái tâm sinh lý, cho nên là có rất nhiều những hành động bột phát khiến cho đặt chúng ta vào những cái tình huống sư phạm rất là khó xử. Vậy chúng ta phải có một cái ứng xử làm sao để không nóng vội này, lựa chọn những tình huống mà vừa xử lý được cái tình huống mà mình đặt ra, hai nữa là cần phải phù hợp với tâm lý tuổi, lứa tuổi của các con để cái tình huống sư phạm ứng xử làm sao có hiệu quả nhất. Và trong những cái tình huống khó khăn đó thì cô đã có những một số biện pháp. Trước hết đó là trên cương vị của một giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước cái nề nếp cũng như học tập của các con, thì mình phải nắm bắt được cái tâm sinh lý lứa tuổi và vừa là thầy của các con mà vừa làm bạn của các con nữa. Thứ hai đó là mình phải kịp thời nhanh chóng nắm bắt được ngay từ đầu năm, là mình phải nắm bắt được cái tình hình cụ thể, hoàn cảnh cụ thể của từng con để mình có những cái sự hỗ trợ kịp thời cho các con vừa trên lớp vừa gia đình, phía gia đình. Và cái thứ ba nữa là đưa ra những cái quy định của lớp phải có một cái sự ứng xử linh hoạt phù hợp với lớp của mình, chứ không thể nào là có sự cứng nhắc được, để làm sao các con vừa trên lớp các con vừa thực hiện tốt cái nề nếp của mình nhưng đồng thời các con cũng phải thoải mái trong từng giờ học, trong từng cái tiết học, để làm sao mà cái phối hợp nhịp nhàng giữa cái việc truyền thụ kiến thức đồng thời với cái việc mà uốn nắn các con rèn luyện đạo đức. Dạ vâng, khó khăn là vậy nhưng mà lòng nhiệt huyết với nghề vẫn không hề ngơi ngoai. Vậy điều gì mà cô thích nhất cũng là động lực để cô tiếp tục cống hiến trong công tác chủ nhiệm của mình cũng như công việc dạy học ạ? Cảm ơn em. Điều mà cô thích nhất đó chính là thứ nhất là mình làm tròn cái vai trò của một giáo viên chủ nhiệm, được sự tín nhiệm của giáo viên, của ban giám hiệu giao cho mình và được sự tin yêu của phụ huynh và học sinh đối với mình, thì đấy chính là năm nọ nối tiếp năm kia, đấy chính là cái động lực để cho mình cố gắng hơn. Cái thứ hai nữa đó chính là mình trên cương vị của giáo viên chủ nhiệm thì mình vừa là người thầy nhưng mà vừa là người mẹ thứ hai của các con. Chính vì vậy cho nên là các con coi cô như là mẹ của mình. Sau những cái giờ học căng thẳng ở trên lớp, sau những cái xử lý tình huống sư phạm mà mình buộc phải làm ở trên lớp, thì cô vẫn là người mẹ, người bạn, và cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ và thậm chí là cùng nhau chụp với nhau những cái bức hình kỷ niệm để cô trò hiểu nhau hơn, gần gũi với nhau hơn và trò thấy mình là cái chỗ dựa tin tưởng vững chắc ở trường, thì trò sẽ tin yêu mình và trò sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức tốt hơn. Và đó cũng chính là cái món quà tinh thần mà không chỉ cô mà tất cả các đồng nghiệp như cô đều muốn đón nhận từ phía học trò của mình, và đó cũng là động lực để mình cố gắng hơn. Công kiểm tra và đánh giá cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình dạy và học. Vậy công tác kiểm tra đánh giá đã được tiến hành như thế nào và có những thay đổi gì so với trước kia?
Trong những năm gần đây thì cái công tác kiểm tra đánh giá có rất nhiều thay đổi và mang lại cái hiệu quả tích cực cho học sinh. Cái thứ nhất đó chính là trong những năm trước ấy, thì cái công tác kiểm tra đánh giá thì một năm chỉ diễn ra trong 2 kỳ, tức là hết kỳ 1 và kỳ 2 thôi. Nhưng mà trong những năm gần đây thì công tác kiểm tra đánh giá tiến hành trong 4 kỳ, tức là 8 tuần này, xong hết học kỳ 1 rồi 8 tuần kỳ 2 và hết học kỳ 2. Và nó sẽ từ cái công việc kiểm tra đánh giá nhiều như vậy, nó sẽ thúc đẩy cho học sinh học tập tích cực hơn. Cái thứ hai nữa là để có kết quả kiểm tra đánh giá chính xác thì phòng giáo dục đã tiến hành coi chéo, chấm chéo giữa các trường, tạo một cái sự khách quan cho cái kết quả học tập của các con. Và cái thứ ba đó là ngày trước thì với trên cương vị của một giáo viên chủ nhiệm lớp 9 ấy, thì thi kiểm tra đánh giá chỉ diễn ra trong có 3 môn như là văn, toán, anh, và thậm chí là chỉ có 2 môn thôi là văn, toán. Nhưng mà trong những năm gần đây thì với tỉnh Nam Định đã công tác kiểm tra đánh giá đã diễn ra trong tất cả các môn để có các con có cái kiến thức đồng đều và nó không bị học lệch. Và cái công tác kiểm tra đánh giá này thì nó có sự xen lồng giữa cả tự luận và trắc nghiệm, cho nên là các con phải có cái kiến thức toàn diện và với một cái thời lượng là có thể kiểm tra trong 90 phút hoặc 120 phút thì các con có thể thoải mái trong cái việc là thể hiện được cái kiến thức của mình phủ khắp trong chương trình. Rất cảm ơn cô đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay ạ. Cảm ơn cô. Là cô Phạm Phương Anh, giáo viên bộ môn ngữ văn của trường trung học cơ sở Trần Bích San. Cô sẽ chia sẻ một vài điều về công tác giảng dạy của mình. Dạ xin chào cô ạ. Trên cương vị là giáo viên bộ môn ngữ văn của trường trung học cơ sở Trần Bích San, chúng ta đều biết rằng môn văn là bộ môn rất quan trọng đối với học sinh hiện nay. Cô có thể đánh giá một vài ý về tinh thần học tập của các em học sinh đối với bộ môn ngữ văn hiện nay, và cô có thể kể ra một vài thành tích nổi bật trong việc dạy và học môn ngữ văn của chúng ta. Cảm ơn em. Như em đã biết là môn văn là một trong những môn rất là quan trọng và cần thiết đối với mỗi học sinh, nhưng nó lại tùy thuộc vào cái khả năng cảm thụ văn chương của mỗi học sinh. Nhìn chung đối với những cái học sinh ngoan, có ý thức thì các em luôn có cái tinh thần tự giác tìm tòi học hỏi mở rộng những cái kiến thức mà có liên quan tới những cái văn bản hay là những cái tác phẩm mà các con sẽ được học ở trên lớp. Và cũng rất là nhiều em đã bộc lộ được cái khả năng văn chương của mình qua những cái giờ học. Thế cho nên là đối với môn ngữ văn của trường cô thì cô chỉ nói ở góc độ nhỏ là với học sinh lớp 9 thi khảo sát môn văn khối 9 bao giờ trường cô cũng đạt tỷ lệ từ trên 90% trở lên. Và những năm gần đây thì năm nào trường cô cũng có học sinh đỗ chuyên văn Lê Hồng Phong, hoặc là bản thân cô thì những năm trước đây thì cái lớp mà cô trực tiếp giảng dạy và cô lãnh cái đội tuyển thi học sinh giỏi văn cấp thành phố thì đều đạt từ cái top là giải năm trở lên. Thế nhưng mà nhiều năm nay thì cái khối lớp cô dạy thì nó không có cái đội tuyển để thi nữa. Thế hay là ví dụ như tổ cô là tổ khoa học xã hội thì năm nào cũng đạt là tổ tiên tiến xuất sắc. Môn văn không chỉ quan trọng đối với kỳ thi xét tuyển trung học phổ thông và đại học mà còn rất cần thiết trong việc học tập, rèn luyện tư tưởng, tình cảm, đạo đức của học sinh, sinh viên. Vậy trong quá trình dạy học, có những khó khăn nào đối với giáo viên khi giúp học sinh liên hệ với thực tế và học sinh có áp dụng những kiến thức đó trong đời sống hay không, hay chỉ đơn giản là coi đó là công cụ để thi vào trung học phổ thông và đại học ạ? Cảm ơn em. Như em đã từng học văn thì em biết rồi, học văn mà không sáng tạo, không đưa cái chất liệu hiện thực cuộc sống vào trong tác phẩm thì mỗi một bài viết nó sẽ trở nên rất là khô khan, không mang được cái sức sống của thời đại, hơi thở của thời đại. Và đặc biệt trong quá trình học văn thì chúng ta thấy rằng là môn văn nó rất là cần thiết và rất quan trọng trong cái việc rèn luyện tư tưởng, tình cảm, đạo đức đối với mỗi học sinh. Và trong cái quá trình giảng dạy thì cô nghĩ rằng là ngoài cái việc mà dạy cho các con cái kiến thức của cái bài giảng ngày hôm đấy, còn giúp cho các con biết được những cái điều hay lẽ phải
phân biệt được cái sự đúng sai và lẽ đời, và từ đó là rèn luyện cái nhân cách, bồi đắp tình cảm, đời sống, tâm hồn, ví dụ như tình yêu quê hương đất nước này, hay là lòng nhân ái, hay là giáo dục cái kỹ năng sống cho các con. Thế nhưng mà cái điều đó nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái sự cảm nhận, sự nhận thức, cũng như là cái việc ứng dụng những cái kiến thức đó vào thực tế, phụ thuộc vào cái khả năng tư duy, vận dụng của học sinh. Nên đây cũng là một cái vấn đề rất là nan giải đối với mỗi giáo viên các cô. Đấy là chưa nói đến có một số những cái đối tượng học sinh thì rất là ngại học văn vì là lười tư duy này, lười suy nghĩ này, ngại đọc, ngại nghiên cứu những cái văn bản, những cái tác phẩm. Thậm chí lại còn có những cái học sinh mà nó theo cái tư tưởng của gia đình là chỉ muốn học những cái môn học thời thượng, ví dụ như là văn, toán, ví dụ như là lý, hóa, sinh hay là anh, để mà phù hợp với cái thực tế xã hội, thi được những cái ngành nghề dễ xin việc. Thì cái việc học văn và dạy văn cũng quả là gặp rất là nhiều khó khăn. Thế hoặc là ví dụ như bọn cô muốn cho các con đi trải nghiệm để mở mang kiến thức, vận dụng cái kiến thức đấy vào thực tế đời sống, thì nó lại phụ thuộc vào cái kinh phí nó rất là eo hẹp. Thế cho nên là quả là một vấn đề rất là nan giải. Với những thành tựu đã đạt được và cả những khó khăn trong công tác dạy và học ở bộ môn văn như cô vừa chia sẻ, thì cô có cái thay đổi kế hoạch và phương pháp giảng dạy của mình trong các khóa học sinh ở các năm tới không? Và cô có thể đưa ra một số kế hoạch và phương pháp dự kiến mà cô thực hiện không ạ? Cảm ơn em. Giáo dục những năm gần đây có rất nhiều sự đổi mới, đặc biệt là bọn cô bây giờ là phải dạy học theo cái định hướng phát triển năng lực của học sinh, có nghĩa là phát huy tối đa cái khả năng sáng tạo, tư duy và cái khả năng giải quyết vấn đề trong học sinh để ứng dụng vào thực tế đời sống. Cho nên bản thân cô cũng nghĩ rằng là mình sẽ kết hợp linh hoạt hơn các phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú, lôi cuốn cho học sinh. Cô thì cô sẽ kết hợp những cái phương pháp truyền thống, ví dụ như là thuyết trình này, vấn đáp này, thảo luận này, thế và kết hợp với những cái phương pháp dạy học tích cực hiện đại, ví dụ như là phương pháp nêu vấn đề, phương pháp tư duy, rồi là phương pháp thảo luận, phương pháp mảnh ghép hay khăn trải bàn, tức là rất nhiều phương pháp tích cực để có thể là cái bài dạy của mình nó sáng tạo hơn, linh hoạt hơn. Hay là cô nghĩ rằng là khi mà mình bước chân vào trong lớp thì với mỗi một giờ dạy thì mình ngay từ lúc đầu tiên mình phải tạo một cái tâm thế rất là thoải mái cho các con, tránh gây những cái áp lực nặng nề qua cái việc kiểm tra bài cũ theo một cái mô hình cũ mèn, ví dụ như là đưa câu hỏi này, gọi học sinh lên bảng này, rồi lại cho điểm học sinh này. Thì mình cũng làm như thế, nhưng mình thay đổi cái hình thức là với mỗi một cái bài giảng như vậy, mình sẽ chọn lọc ra một cái cách khởi động phù hợp, vừa là kiểm tra được cái kiến thức cũ để biết được học sinh nắm bắt kiến thức cũ đến đâu, và vừa dẫn dắt để cho học sinh tiếp cận với cái kiến thức mới để tạo sự hứng thú, tò mò đối với cái kiến thức của bài mới. Và cũng nghĩ rằng là đặc biệt bây giờ cái công nghệ nó phát triển rất là nhanh, cho nên là mình sẽ ứng dụng cái một cách có hiệu quả những cái công nghệ thông tin vào trong giờ dạy của mình, để cho những cái bài dạy của mình nó sẽ linh hoạt hơn, sáng tạo hơn và lôi cuốn học sinh hơn bởi cái sự hấp dẫn và sinh động của cái tiết dạy. Thế là ví dụ như là để các con có thể ứng dụng được những kiến thức mà mình đã được học vào cái thực tế, thì rất quan trọng ở cái việc là với mỗi một cái kiến thức của bài dạy, cô sẽ tìm những cái tình huống phù hợp để cho học sinh có thể vận dụng được cái kiến thức trong cái bài học của mình vào thực tế. Ví dụ như là qua những cái tình huống, những cái bài tập vận dụng đó, thì học sinh sẽ được áp dụng cái kiến thức đã học, những cái kiến thức trong sách vở đi vào thực tế bằng cái cách là tự bộc lộ những cái suy nghĩ này, hay là cảm xúc này, hay là mình sẽ giải quyết cái vấn đề, cái tình huống đấy như thế nào trong cái thực tế đời sống. Hoặc là ngoài cái việc mà giải quyết những cái vấn đề đấy ở trên lớp, thì cô có thể là dựa vào những cái kiến thức của cái bài mình vừa giảng, cô có thể đưa thêm những cái câu hỏi để học sinh có thể về nhà tự tìm hiểu, tự tìm tòi, tự học hỏi, có thể trên sách vở, qua hàng xóm, qua ông bà cha mẹ, hay là qua mạng internet, để học sinh có kiến thức và rèn cho các con cái tinh thần tự học, tự sáng tạo và có thể khả năng ứng dụng tốt nhất trong thực tế. Thế và cô nghĩ rằng không chỉ ở cái tiết dạy của mình, nếu mà để các con có thể ứng dụng được vào thực tế tốt, thì cô cũng sẽ liên hệ với lại ban giám hiệu nhà trường hay là bên cô tổng phụ trách đội, là sẽ có thêm những cái phong trào, ví dụ như là đi trải nghiệm thực tế, ví dụ như là đến thăm những nhà văn, nhà thơ tại địa phương, hoặc là thăm viện bảo tàng, hoặc là ví dụ như cho đi xem phim, những cái phim tư liệu, phim về đời sống chiến tranh
mà các con có thể là chưa được biết trong thực tế, thì các con qua phim ảnh mình sẽ mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Hoặc là ví dụ cô nghĩ rằng là sẽ đề nghị với lại bên phụ trách đội là sẽ mở rộng phát động những cái phong trào sáng tác, viết về thầy cô, về mái trường, về quê hương mình, về địa phương mình. Cô nghĩ rằng là với những cái hoạt động như thế thì chắc chắn là các con sẽ yêu thích môn văn của mình hơn, và cũng từ môn văn của mình thì các con sẽ được giáo dục những kỹ năng sống và ứng dụng được cái kiến thức đã học vào thực tế một cách sâu rộng và hợp lý hơn. Thi vào 10 luôn là điều cả giáo viên, bậc phụ huynh và các em học sinh trung học cơ sở vô cùng quan tâm. Năm 2019 tới, Bộ Giáo dục đã quyết định đưa thêm môn tiếng Anh và một môn khác trong khối môn khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên vào nhóm môn thi. Cụ thể, môn thi đó sẽ được thông báo chính thức vào tháng 3 năm 2019. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, áp lực thời gian và khối kiến thức khổng lồ khiến các em học sinh lớp 9 đang phải nỗ lực từng ngày từng giờ, trang bị cho mình tài sản kiến thức và tâm lý vô cùng vững vàng bước vào kỳ thi cho cấp 3. Sau đây, chúng ta hãy cùng trò chuyện với một em học sinh lớp 9 để hiểu hơn về việc chuẩn bị cũng như những dự định sắp tới của các em trong kỳ thi trung học phổ thông. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với em Nguyễn Linh Thảo, học sinh lớp 9A1, để cùng nghe em chia sẻ về một số nguyện vọng của em trong tương lai. Chào Thảo, cá nhân em là một trong những học sinh của trường trung học cơ sở Trần Bích San và giờ cũng đã là cuối cấp rồi. Vậy trong 4 năm qua em có thể tóm gọn nhất về những gì em đã học được từ thầy cô và các bạn trong cùng lớp, và trong 4 năm đó thì điều gì đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em? Em đã học ở ngôi trường này suốt 4 năm qua, và đối với em luôn có những ấn tượng sâu sắc về ngôi trường này. Từ thầy cô và bè bạn, em có thể học được rất nhiều điều, không chỉ qua sách vở là những kiến thức, tri thức, mà em còn học được những cách đối nhân xử thế trong giao tiếp hàng ngày, học được những kỹ năng sống để sau này mình có là hành trang trong tương lai của em. Và đối với em thì ấn tượng nhất về ngôi trường này là truyền thống ham học hỏi. Thầy và trò trường trung học cơ sở Trần Bích San luôn cố gắng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc để mang danh dự cho nhà trường. Chỉ còn chưa đầy 4 đến 5 tháng nữa thôi là em đã phải bước vào kỳ thi trung học phổ thông rồi. Thì em đã có những kế hoạch nào hoặc là những dự định nào để làm chuẩn bị tốt cho kỳ thi chưa? Và em dự định là sẽ thi vào trường nào? Vâng, và đây cũng là khoảnh khắc cuối của bọn em ở ngôi trường này. Cũng còn chỉ còn vài tháng nữa thôi là bọn em sẽ phải chia tay mái trường. Chúng em đã học tập và rèn luyện ở đây nên chúng em muốn rằng khoảnh khắc cuối phải cố gắng hết sức mình, nỗ lực hết sức mình, rèn luyện bản thân để thi được, đạt được tiêu chuẩn là được cả lớp vào được trường công lập. Còn riêng bản thân em là người yêu thích môn văn, em sẽ cố gắng thi vào chuyên văn trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Rất cảm ơn Thảo đã đến đây và chia sẻ với chị về mục tiêu và nguyện vọng của em trong tương lai. Vậy thì chị xin chúc em sẽ đạt được cái ước nguyện của mình, thi đỗ được vào cấp 3 và có được rất nhiều những cái kỷ niệm đẹp với bạn bè của mình tại ngôi trường này nhé. 30 năm qua, mỗi vị trí, mỗi người thầy, người trò trong ngôi trường trung học cơ sở Bích San đều mang trong mình một sứ mệnh. Sứ mệnh ấy không phải điều gì quá lớn lao, mà là họ cùng nhau phấn đấu, tiến bộ, cùng nhau xây dựng ngôi trường trung học cơ sở Bích San ngày càng lớn mạnh hơn. Biết bao thế hệ con người đã đi qua đây, từ đây mà lớn lên mà thành đạt về sau này. Để một ngày quay trở lại, những cô cậu học trò, những thầy giáo già sẽ thấy một ngôi trường trung học cơ sở Bích San thật sự thay da đổi thịt, trưởng thành và vững vàng hơn. Xong, ký ức về mái trường thân thương ấy chắc chắn sẽ vẫn còn mãi, vẹn nguyên và chân thật trong tim mỗi người con của trung học cơ sở Trần Bích San. Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến nơi đây một lời chúc. Chúc cho tập thể nhà trường, cán bộ, công giáo viên, công nhân viên luôn đoàn kết, đồng sức đồng lòng đi lên, bước lên những bậc thang cao hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Chúc cho các em học sinh sẽ học tập thật tốt và có những tháng năm học trò đáng nhớ và nhiều niềm vui.
rời xa nơi đây để quay trở lại với những áp lực của tín chỉ, những khó khăn tự chủ ở đất Hà Thành. Chúng tôi đã gói ghém được trong mình những bài học quý giá và những trải nghiệm không thể nào quên. Mong một ngày có thể quay trở lại.